Đây là những cái cây quế, gần như là đa số những cây ở đây ấy, thì đều bị những cái con sâu nó ăn. Đây mình quay qua cho các bạn xem này. Đó, tức là những cái con sâu thì nó hay ăn vỏ đấy. Đây, đấy, gần như là cây nào cũng bị. Đó, thì để xử lý cái cây mà nó bị sâu ăn vỏ như thế này thì cũng rất là khó khăn. Và có nhiều người thì bảo như này, người thì bảo như thế, hoặc là người thì lấy cái thuốc để xịt. Tuy nhiên thì mình đã hỏi rất nhiều bà con rồi, thì bà con ở đây có cái kinh nghiệm truyền thống thì là họ lại bảo là bây giờ chúng ta chỉ cần là lấy cái cây để mà quét cái vỏ này đi, thế là nó con sâu thì nó thường là ở những cái chỗ bùng nhùng như thế này ấy. Đó, thì là chúng ta chỉ cần là lấy cái cành cây và có những cái như là làm như một cái chổi. Đấy, làm như một cái chổi. Chúng ta quét quét những chỗ này đi. Quét sạch đi. Đây, chúng ta phải làm sạch chỗ này đi. Đấy, dùng cành cây nhé. Cành cây thì ở đây mình chưa bị sán được. Thì làm cành cây nhỏ ấy, như là cây tre, cây vầu ấy, thì làm như một cái chổi, thì chúng ta quét sạch cái vỏ này đi. Đấy, đấy là theo kinh nghiệm của bà con. Và sau đó thì nó sẽ sạch con sâu ở trong những cái chỗ này ấy. Rồi, nó là thường ở những chỗ như thế này. Thì chúng ta sẽ quét đi, cạo sạch đi, đừng để cho nó dính ở trên này nữa. Đấy, ở đây sạch đi nha. Thì hoặc là chúng ta dùng những cái cây để chẻ chẻ thành như là cái chổi ấy. Đấy, quét sạch những chỗ này đi. Thì những cái con sâu mà nó ăn như thế này ấy, thì đối với cái vỏ của cái cây quế thì nó sẽ, thứ nhất nó bị mỏng, mỏng dính, và chúng ta khai thác thì nó sẽ không ra đâu. Chỗ mà bị sâu ăn như này ấy, thì nó sẽ không ra nữa, nó bị dính vào. Và bây giờ thì người dân ở đây thì họ chỉ có cái cách truyền thống là họ sẽ cạo sạch đi thôi, và sang năm thì cái vỏ này thì nó sẽ lại liền lại như cũ, và thì nó lại liền ra. Chứ còn những cái cách khác hoặc là phun thuốc gì đó thì chưa thấy bà con báo. Do vậy mình sẽ chia sẻ lại kinh nghiệm cho bà con được biết. Đây này, con sâu đây này, thấy chưa? À, nó bị quệt chết rồi. Tức là khi quét đi thì nó sẽ chết đây. Đó, thấy chưa? Nên là mình cứ quét quét để sạch đi thì nó sẽ hết. À, còn một cái nữa thì là bà con ở đây bảo ấy, khi quét như thế này ấy, xuống rơi con sâu nó rơi xuống đất thì sẽ có con kiến nó ăn con sâu đi, và nó sẽ không thể bò lên được cái cây nữa. Đó, đấy là cái một cái kinh nghiệm của bà con thôi. Và ở trên cái vỏ này ấy, thì nó sẽ có những cái trứng của con sâu rất nhiều này. Đó, làm sao mà chúng ta quét sạch đi. Còn là khi mà nó đã lên cao ấy, ăn ăn lên cao ấy, thì là rất là khó quét nha các bác nha. Đấy. Còn bác nào mà có cái kinh nghiệm nên là để làm sao kinh nghiệm ấy, để làm sao mà không bị con sâu ăn nữa, thì các bác sẽ chia sẻ và comment lên đây hộ mình với. Còn ở đây thì là bà con chỉ có bằng cách là chúng ta quét sạch đi, hoặc là lấy cái dao với cạo cạo sạch những chỗ ngoài này đi thôi, chứ chưa có một cái gọi là hữu hiệu để mà hữu hiệu khác ấy, để mà là trị được những cái con sâu ăn vỏ quế như thế này. Đó, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau. Các bác nhớ chia sẻ những cái kinh nghiệm truyền thống của bà con. Còn các bác nào mà có những cái cách nào nữa thì các bác sẽ comment và chia sẻ cho bà con được biết.